Tại sao mày không bỏ cái phông câu, mày để cái phông câu nhìn nó ngay chỗ đó là hấp thụ bưởi nhiều nhất á. Ngay cái phông câu đó đó. Lần này số lượng của anh lại thắng nè. Con cục, 4 cục. Đáng lẽ hồi nãy cái hành lá nãy đừng có ngắt cái đuôi để ti ti ru 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 đẹp. Đẹp. Tươi xanh, sống. Do bởi cắt đều. Món em rất ngon. Tươi xanh, sống. Đây cam thường nha, cam rươm, cam áp. Chiến nhưng mà vì những cô gái khác để nằm như thế này không nói, vì Lâm Vi Dạ mà phải nằm như thế này nè, thấy thương chưa? Thì có bây giờ em Út nó vì mình như thế, chẳng lẽ mình lại bỏ mặc sao? Mình phải đến mình chăm sóc em. Chồng ơi, cái này em chăm sóc cho em nó nha chồng. Không có gì hết trơn á. Em nói lại nè, cái sự sợ hãi của em nó dạ kìa. Thôi để em nó nằm thở đi, bé nó đang khó thở. Bây giờ mình cho ăn bánh bông lan cho dễ thở. Ủa em cười được rồi hả? Chắc là chưa ăn gì sáng giờ phải không? Em ăn rồi. Trời ơi, cho cái muỗng thôi, đút em đó. Đây nè, chị mua quá trời bánh cho em nè. Chị nghe nói em xỉu đó. Uống miếng nước đi. Uống miếng nước đi cứ. Ngồi ngồi đi. Rồi, uống miếng nào. Thở đi, thở đi. Thở đi chị thương. Trời ơi, tay chân nó rung luôn rồi. Sao đưa đây chị có. Chân tay em buồn rủ rồi. Nhưng mà cái chị chạy lên sân khấu nói là này chị tay tốt nhá. Thôi thôi được rồi, thôi chị hiểu rồi. Cảm ơn em. Thôi nghỉ ngơi đi nha. Rồi làm xuống nghỉ đi nha. Có gì gọi chị nha. Chị chạy qua cho. Nghỉ ngơi đi, nghỉ ngơi đi. Thương lắm quý vị ơi. Thương như em ruột mình vậy đó. Nhìn thấy vậy chịu không nổi. Thôi vậy cũng đủ rồi để em nó nghỉ chứ. Làm quá em nó sợ. Thôi đi nha. Cái này chắc em ăn không nổi. Thôi chị ăn nha. Chị đi nha cưng. Cô gái nào ở đây dù mạnh mẽ cá tính đến đâu thì khi buồn cũng luôn muốn có một bờ vai để tựa đầu vào. Nhớ tên cô. Xíu cơ. Dạ ơi, xin hãy cho mừng bờ vai. Dạ ơi, của em. Của em. Chót trao nhưng tại sao đến hôm nay lúc hiện tại
sao thầy kêu bằng chị hoài vậy? Mặc dù tôi lớn hơn thầy có 15 tuổi hả? 15 tuổi hả? Đừng có kêu chị nữa, kêu chị tôi tự giận đó. Kêu bằng cái gì nghe nó thân thiện đi, kêu bằng tên cũng được. Dạ chị dạ. Bộ bỏ chữ chị chết hả? Dạ dạ. Dạ dạ thôi nghe nó dễ thương trời. Mấy giờ nè mấy chị em ơi, mình học đếm nha. 2, 3, 1, 2, 5, 6. Em đẹp lắm Capri ơi, trái tim anh muôn vỡ tan rồi, không muốn nhìn vào đôi mắt này. Cô Long à? Quá Nhi. Bao lâu ta không gặp nhau, bao nhiêu lòng ta không thấy nhau. Tại sao sau mười náo 6 năm không gặp, trên đầu cô Long lại có cái đùi gà đấy chứ hả? Tại vì dạo này cô Long lên ký cứ đói bụng là phải có đùi gà ăn, không có đùi gà lại đói bụng mà. Vậy hả? Vậy có thể chỉnh cho ta một cái đùi gà ta giống cô Long được không chứ hả? Thiệt là bây giờ đùi gà thì không có, nhưng mà thèm ăn cánh tay của Dương Bá có được không chứ hả? Ngon quá. Ta mất một tay rồi. Trời ơi, vậy quá ra Dương Bá cùng một cánh tay là do cô Long đó hả? Đúng rồi, cánh tay của ta bị cô Long gặm mất rồi. Vậy bây giờ ta chuyển đến đâu để cái này được không hả? Trời ơi, thiệt là đẹp trai. Vậy không chứ hả? Người ta nói quả không được trai, không? Đẹp trai thì nó vô duyên lắm mà. Quá gì đứng sang cô Long ra đi, cái bệnh vô duyên nó lây dữ lắm. Xin lỗi. Nhưng mà ta nhớ cô Long lắm chứ hả? Trời, ta lại xoay đi hả? Quá Nhi đã đi quá xa rồi. Bây giờ ta phải quá giang đến chỗ ăn thôi, bởi vì ta đau bụng quá rồi. Thiệt là quá đáng mà. Quá đáng mà. Đêm nay khi bóng trăng qua hàng cây, đừng xa
sexy and I know it. I'm sexy and I know it. Đẹp, nụ cười quá trời tỏa nắng. Đẹp. Nãy đẹp giờ có nhìn đẹp. Kỹ không? Có, bây giờ mới nhìn kỹ nè. À. Đẹp quá trời. Nhìn kỹ đúng không? Dạ. Alo, Vĩ Dạ em. À, nhưng mà nãy hát thì dớt nhịp đó nha. Không, dạ dạ, Vĩ Dạ đang ngồi dưới kìa. À, em có vẻ là nghe Vĩ Dạ làm như em chột dạ hay sao đó. Đúng rồi. Nãy em thấy em say đắm với cô này lắm luôn á. Cắt mấy khúc đó giùm em nha, để nhìn. Không có cắt. Dạ. Ủa, làm gì phải cắt? Em say đắm hình ghi rất rõ. Anh Tài sao? Đẹp mà. Đẹp em mà. Đâu có nói không đẹp đâu. Ca sĩ gì mới vô hát một câu tôi cao không hay tôi đờn nghe dở ẹt. Ủa nhưng mà cái giọng á. Ta cố tình đó em. Quan trọng cái giọng đó Đạt. Em nghe giọng kỹ đi. Giọng ta hay vậy mà không khó biết. Lắm mới bẻ giọng được. Giọng nghe là em nổi da gà. Nổi da gà nhưng mà nổi da gà cách hay hay là nổi da gà dở? Hay à, cái đó hay đó nha. Hay đó. Cao hay hay mà. Nhất cái chữ là chữ ẹt á. Nhiều khi cố quên nhưng chỉ thêm chuốc vào lòng những ưu phiền. Âu yếm hôm qua không xóa được bù hôm nay. Người phụ đời em khi đã cạn chén tình say để lại thương sầu. Chót yêu nhau rồi sao nỡ làm khổ nhau. Chót yêu nhau rồi sao nỡ làm khổ nhau. Hay quá mấy anh chị ơi. Hay quá. Chưa dở ẹt đó là lạ lắm. Cô bé hay quá. Hôm nay lần đầu tiên chị ngồi làm việc với em mà rất tiếc chắc đây cũng là lần cuối cùng chị em mình gặp nhau. Tại vì vợ em hát thì em nãy giờ em cứ nói là nổi da gà với nổi gai ốc gì thì chị nghĩ là chị không còn cơ hội gặp em nữa đâu. Dạ. Dạ chúc mừng em. Em nói cho chị biết là khi chồng em nói là à em cao em nè cái da ẹt mà nó cứ cái dừa cái ghê quá nổi da gà. Dạ. Nó cảm giác em như thế rợn nào? Rợn người. Dạ em không nghĩ là người mà mình chung chăn gối mà không nhận ra giọng của mình đó chị. Em cảm thấy em bị tổn thương. Dạ. Hứa anh Đạt không hề biết có dạ ngày hôm nay cho nên là hồi nãy là những câu nói rất thật của Đạt khi nói mà về liếc, giọng ca liếc, của vợ mình mà liếc gái đẹp cũng rất thật luôn. Con gái trời đẹp ơi, là gì? Nhìn không chớp mắt luôn. Dạ dạ thiệt sự là đáng lẽ cái người thứ bảy không phải em. Em đang ở nhà em giặt đồ cái ở đây người quen điện nói bà dạ bà chạy lên ca sĩ bí ẩn liền đi chồng bà mê gái trên đó cái em quăng thôi đồ em đón thêm lên đây cái em vô em thấy mê thiệt chị. Nãy giờ ai mê, anh có một cũng mình nhìn em thôi nãy giờ là anh im đi em. Ok.